Chào tất cả anh em đến Quang Thái Động Cơ nhé anh em. Thì hôm nay Quang Thái sẽ quay cho anh em xem cái con Mitsubishi TU43 và báo giá cho anh em luôn nhé anh em. Thì hôm nay có quà tặng như thế này anh em. Quang Thái sẽ tặng một cái bát trước và một chai nhớt Echo ha. Và Quang Thái báo giá cho anh em mình luôn là giá là 4.8 bao vận chuyển nha anh em. Thì nguyên cái clip như thế này. Đây là túi phụ kiện này anh em, túi phụ kiện ha. Và một con dao và một chai nhớt Echo là một bát cước. Đấy. Thì Mitsubishi là được trang bị cần Mari nha anh em. Cần Mari là nó có cái răng này nè. Cái răng dọc ha. Cái răng dọc nhìn nó, nhìn cái cần nó rất là chắc nha anh em. Nhìn nó to anh em, nhìn cái răng này nó làm cho mắt mình nhìn cảm giác nó to, cũng là cần 28 anh em ha. Cầm đặc chuẩn của Mitsubishi ha. Anh em ạ. Thì đây là cần Mari đầu bò. Đầu bò Mari anh em ha. Đấy, anh em. Kèm theo phụ kiện này. Thì máng chắn cỏ dây đeo. Thì lái trái thì lái phải anh em ha. Công tắc. Rồi. Hai đẩy vào đây quay cho anh em mình xem nha. Mitsubishi ha. TU43, Mitsubishi chính hãng nha anh em. Thì nó là có piston là 40 mm. Hành trình nó là 34 mm. Thì dung tích xi lanh là 42.7 cc nha anh em. Trọng lượng nguyên cái bộ như thế này là 8 kg nha anh em. Mitsubishi là nó trọng lượng nó 8 kg ha anh em ạ. Chớ quanh bờ rồ. Chớ quanh bờ rồ anh em ha. Đây. Nè Mitsubishi chính hãng ha. Đây, chớ quanh rồ anh em ha. Anh thấy chưa? Quanh rồ ha. Ok anh em. Hàng Mitsubishi á thì hàng của Nhật là được nhà máy Trung Quốc nha anh em. Hàng chính hãng Mitsubishi luôn. Thì đây là inlock này. Mitsubishi này, đây là một cái ha. Phía trong này nó inlock một cái nữa nè. Số seri ha. Inlock trong đây một cái nữa nè anh em. Đấy, Mitsubishi ha. TU43. Hàng chính hãng 100% anh em ha. À, cái đầu không là nặng 4 kg, còn 4 kg là 8 kg, piston thì 40 mm. Thì hàng chính hãng thì nó có số seri nha anh em, hàng có số seri và inlock Mitsubishi 22 điểm là in Mitsubishi anh em ha. Đây thì ốp giục chính hãng nè anh em. Thì anh em trong miền Nam cũng mê hơi hàng Mitsubishi lắm anh em. Mitsubishi thì được nổi tiếng cũng lâu rồi nên anh em mình hồi xưa hàng dùng hàng Nhật Bản thì rất là thích dòng này ha. Dòng này thì được trang bị cần Mari, cần văn rằng rằng dọc anh em, nhìn nó cần là chắc lắm anh em, nhìn cần chắc chế quanh bà rồ anh em. Mitsubishi chính hãng và giá là 4.8 bao vận chuyển anh em. Đấy, tặng cho anh em nhà mình một lít nhớt và một bát cước ha. Dao thì đi theo máy. Phụ kiện thì lái trái thì lái phải này. Đấy, thì giá là 4.8 nha anh em. 4.8 anh em ha. Hàng Mitsubishi nó cái form dáng nó hồi xưa giờ vậy anh em ơi, cũng không thay đổi gì hả, form dáng nó cũng vậy. Con thì con xịn ha. Chắc chắn là hàng chính hãng nha anh em. Nên mình yên tâm ha. Thì bên Quang Thái chỉ bán hàng chính hãng thôi, không có bán hàng tào lao nha anh em. Bình xăng thì 0.95 lít anh em ha. Đấy, cái hàng Nhật á là nó hay một vấn đề đây nè anh em. Cái bình xăng nó là bình xăng kín nha anh em. Đa số cái hàng Nhật á là nó cái bình xăng kín ha. Nó lợi thế về cái vấn đề đấy, đỡ mà mình nghiêng anh em, làm ở môi trường địa chế đất nó nghiêng á thì nó không bị đổ xăng. Buri thì NGK anh em ha, NGK
vẫn thấy có thể NG gì đây, NG 6E, NG 6E nè. Thì cũng có vài khách hàng của Quang Thái cũng bảo là quay cho anh xem thì clip hôm nay thì về Quang Thái quay cho anh em nhà mình xem và báo giá cho anh em mình biết tình hình giá nó là 4,8 ba vận chuyển nha anh em. Đó, Mitsubishi TU43 chính hãng, hàng chính hãng 100%, giá ba vận chuyển là 4,8 nguyên cái clip này, và tặng cho anh em nhà mình một cái lít nhớt Echo trị giá 180.000 và cái bát cước 50.000 anh em ha. Đấy, nguyên clip như này là giá là 4,8 nha anh em, hàng chính hãng 100%, bảo hành 6 tháng cho anh em ha. Đấy, thì Quang Thái cũng xin dừng clip tại đây. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip lần nhất. Bye bye anh em nhé. Chào anh em. Bye bye anh em.